Chào các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular và ASP.NET. Và trước thì chúng ta đã tạo xong các phần thêm sửa xóa của các API thực đơn và món ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo tiếp. Chúng ta có ảnh của món ăn, nên là chúng ta cần phải thêm phần upload ảnh lên. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào file program.cs hoặc ở một số project khác cũ hơn thì sẽ là file startup.cs. Chúng ta sẽ thêm một đoạn app.useStaticFile trước dòng app.json. Chúng ta sẽ cấu hình để tải được file ảnh lên. Bên trong ta sẽ dùng biến new static file option. Tiếp đến là file provider bằng new physical file provider. Chúng ta sẽ import thư viện vào. Chúng ta sẽ sử dụng thư viện Microsoft.extension.fileprovider. Thư viện đã được import và chúng ta thấy không còn lỗi nữa. Nó chuyển sang màu xanh rồi. Và tiếp tục cấu hình. Đường dẫn của file sẽ là directory chấm get current directory và cộng với folder photo ở đằng sau. Tiếp đến là request path cũng là photo. Nó sẽ lưu lại. Tiếp đến thì ta sẽ mở file xin lỗi các bạn, không phải mà file thực đơn mà mai món ăn controller. Ấy, controller này thì ta mới có ảnh của món ăn. Đầu tiên thì ta sẽ sử dụng thư viện system.io. Sau đấy ta sẽ import thêm một thư viện nữa. Đấy là thư viện Microsoft.asp.net. Core.hosting. Chúng ta sẽ tạo thêm một biến nữa, cũng là kiểu private và read only. Private là hạn chế truy cập, chỉ truy cập trong class đấy, và read only là không thể thay đổi được giá trị. Biến của chúng ta là kiểu iWebHot Environment. Ta đặt tên biến là gạch dưới env.
Tiếp đến thì ta sẽ cấu hình hàm public món ăn controller có hai biến, đây là biến iConfiguration. Và biến iWebHotEnvironment. Environment. Ta sẽ truyền hai biến middle ở trên vào. Ta truyền giá trị vào hai biến middle ở trên. Tiếp đến thì ta sẽ tạo hàm save file để lưu ảnh, up ảnh lên server. Tôi sẽ copy nguyên hàm post xuống và thay đổi ở hàm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cấu hình root của API này. Sẽ có tên là save file. Tương tự như tên hàm. Và chúng ta sẽ không truyền tham số vào. Tiếp đến thì tôi sẽ thay đổi lại nội dung của hàm. Chúng ta sẽ dùng hàm try cut vì upload file lên rất nhiều khả năng sẽ có lỗi exception xảy ra. Chúng ta sẽ xử lý exception, xử lý ngoại lệ bằng hàm try cut. Nếu có lỗi thì sẽ chạy vào hàm cut luôn. Còn nếu không thì sẽ thực hiện hết tất cả các lệnh ở trong hàm try. Đầu tiên thì tôi sẽ khởi tạo một HTTP request bằng request.form. Tiếp đến là post file. Chính là HTTP request.file đầu tiên. Thì chúng ta sẽ chỉ tải đơn một ảnh lên và hàm form ở dưới tôi đã viết theo chữ R. File ở đây tôi cũng viết theo chữ S. Như vậy là đã hết lỗi. Tiếp theo câu lệnh chúng ta sẽ lấy tên của file được post lên. File name bằng post file chấm file name. Tiếp theo ta sẽ lấy đường dẫn vật lý để lưu ảnh lên server và physical path. Physical viết thường. Bằng biến env.content root path
cộng với thư mục folder photo. Xin lỗi các bạn. Thư mục tên là ảnh, tên tiếng Anh là photo. Và chúng ta sẽ cộng với tên của ảnh là biến file name. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng hàm using. Chúng ta sẽ thực hiện lưu ảnh và stream bằng new file stream, và sẽ có hai tham số, đấy là physical path và file mode chấm create. Ok, ta sẽ thực hiện copy file vào đây. Stream, tôi viết sai, chính tả. Như vậy là đã đúng. Ok. À, tiếp đến thì chúng ta sẽ xử lý ngoại lệ cut exception. Nếu có lỗi xảy ra. Nếu có lỗi xảy ra thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên thì ta sẽ xử lý thêm return file ở chỗ child. Nếu mà import file thành công thì ta sẽ lưu tên file, trả ra tên file ở chuỗi reason reroute trả về. Còn nếu exception thì ta sẽ trả về tên mặc định, là ta sẽ tạo một cái ảnh mặc định cho tất cả các món ăn. Nếu không up được ảnh lên thì sẽ có một ảnh mặc định. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong API upload file. Nếu các bạn có gì chưa hiểu hoặc thắc mắc hãy để lại bình luận. Nếu thấy video hay hãy nhớ like cho tôi để tôi có động lực ra thêm video mới nữa. Chúng ta sẽ để là cơm.jsp là mặc định. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.